kính chào quý vị đến với những cập nhật mới nhất, nóng nhất về diễn biến chính trường thế giới trên kênh youtube của báo đệ tử VTC News. Và sau đây là nội dung đáng chú ý có trong chương trình ngày hôm nay. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa qua cho biết, tôi đã đến Kharkov nhận thông tin cập nhật về chiến dịch phòng thủ, đặc biệt là ở khu vực Vopchansk, cũng như nỗ lực khôi phục cơ sở hạ tầng năng lượng bị hư hại. Thành phố Kharkov và tỉnh cùng tên xứng đáng nhận được sự ủng hộ, biết ơn và tôn trọng của tất cả mọi người, Tổng thống Zelensky đã họp với các lãnh đạo quân sự cấp cao và thăm một địa điểm bị phá hủy trong đòn không kích của Nga trước đó một ngày. Đây là lần thứ hai ông Zelensky thăm Kharkov, thành phố lớn thứ hai của Ukraine trong vòng hơn một tuần qua. Chuyến thăm diễn ra cùng ngày quân đội Ukraine tuyên bố đã chặn đứng chiến dịch tấn công của Nga và đang bắt đầu phản công. Bộ Quốc phòng Nga sau đó nói rằng cánh quân Bắc đã liên tục tiến sâu vào phòng tuyến đối phương ở Kharkov trong một tuần qua tập kích nhân lực và phá hủy khí tài của 5 lữ đoàn chính quy cùng 4 lữ đoàn phòng vệ lãnh thổ Ukraine. 23 cuộc phản công của Ukraine đã bị đẩy lùi tại các làng Klubokoe, Tikoe, Lipsy và thành phố Vovchansk. Trước đó, Tổng thống Zelensky cũng đã phải hủy chuyến công du nước ngoài do tình hình chiến trường xấu đi, thực hiện chuyến thăm Kharkov để động viên tinh thần và củng cố lực lượng ở nơi Nga đang mở mặt trận mới. Ông đến động viên các thương binh đang hồi phục tại một cơ sở y tế và chụp ảnh cùng binh lính ở một địa điểm khác. Cuộc tấn công của Nga vào Kharkov đã giáng đòn mạnh vào tinh thần của Kiev, khiến các nhà hoạch định chiến tranh Ukraine đau đầu với bài toán dùng quân trên chiến trường trải dài hơn 1.000 km. Sau đó, trong phát biểu qua video hàng đêm, ông Zelensky nói rằng nhờ nỗ lực của lực lượng Ukraine, chúng tôi đã đảm bảo được sự chắc chắn hơn gần Vopchansk, cách biên giới 5 km. Phát biểu trên truyền hình quốc gia, Thống đốc Kharkov Olesinyehubov cho biết các lực lượng Nga vẫn quyết tâm tấn công thành phố, nhưng pháo kích của Nga vẫn không dừng lại, các mối đe dọa vẫn còn. Cũng theo phán đoán của lãnh đạo Ukraine, mục đích cuộc tấn công của Nga vào Kharkov là để kiềm chế và buộc Kiev rút binh lực từ các mặt trận khác để tiếp viện cho Kharkov. Điều này khiến họ không đủ sức mạnh ở các hướng khác. Tuy nhiên, một số quan chức cấp cao khác của quân đội Ukraine nghi ngờ rằng Nga đã phát động cuộc tấn công theo hướng Kharkov với lực lượng nhỏ chủ yếu là để kiểm tra phản ứng của tuyến phòng thủ. Nếu khả năng phòng thủ của lực lượng Kiev yếu, Moscow sẽ ngay lập tức chuyển sang tấn công toàn diện. Dựa trên các báo cáo của truyền thông Pháp và Nga, hiện có thể khẳng định tổng binh lực của cụm chiến đấu miền Bắc của Nga tiến vào Ukraine không vượt quá 2.000 quân. Hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Vitaly Ganchev người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự, dân sự khu vực Kharkov do Nga bổ nhiệm cho hay, lực lượng vũ trang Nga đã giành quyền kiểm soát 49 khu định cư ở tỉnh Kharkov, 36 khu định cư trong số này tập trung ở quận Kupiansky và 13 khu định cư ở Bắc Kharkov, 8 khu định cư trong số này thuộc quận Kharkov, các khu còn lại thuộc quận Volchansky. Theo tờ Rossiyskaya Gazeta, cờ Nga liên tục được kéo lên trên các khu định cư tại Kharkov. TASS dẫn lời cựu Thủ tướng Ukraine Mykola Azarov giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2014 cho biết Ukraine đang tiếp tục mất lãnh thổ, quá trình này giống như một trận tuyết lở. Chính quyền hiện tại của Kiev cũng thừa nhận tình hình Kharkov cực kỳ căng thẳng đối với quân đội Ukraine. Trong bối cảnh đó, theo tờ Moskowski, Konsomoles của Nga, Ukraine đang tập hợp lượng lớn quân dự bị và thiết bị quân sự do NATO cung cấp tới các khu vực quan trọng nhất như thành phố Volchansk, tỉnh Kharkov và Chashovya, tỉnh Donetsk. Đáng lưu ý, Moskowski Kosomoles dẫn lời các chuyên gia cho rằng thiết bị quân sự của phương Tây, trong đó có xe tăng Abrams, sẽ chỉ do binh sĩ nước ngoài vận hành. Song cũng lưu ý rằng quân đội Nga đang tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công chính xác nhằm tiêu diệt lực lượng dự bị của Ukraine ngay khi tiếp cận tiền tuyến. Chuyên gia quân sự Alexei Sukonkin lưu ý rằng tại Volchansky, Ukraine đang tập trung tới 27 tiểu đoàn cùng một lượng lớn pháo binh và máy bay không người lái tấn công. Đáng lưu ý, chuyên gia đề cập rằng Pháp đã gửi hàng trăm binh sĩ đầu tiên tới Ukraine. Số quân này đang tập hợp gần Chasovia. Trong khi đó, nhiều binh sĩ Sheik bị thương đang nằm trong các bệnh viện tại Ukraine. Theo vị chuyên gia, Ukraine đang tìm cách ném quân dự bị và trang thiết bị quân sự vào lò lửa để cố gắng ổn định mặt trận. Hiện tại, Nga đang duy trì lực lượng khá hạn chế ở Kharkov. Song theo đánh giá, nếu Nga tiếp tục kéo căng mặt trận, mở các hướng tấn công khác nhằm vào Sumy hay Kiev, thì Ukraine sẽ không còn lực lượng dự trữ để kiểm chế lực lượng Nga. Với đà tấn công mạnh mẽ, Nga đã lật ngược tình thế ở Kharkov, sốc tới rất mạnh của quân đội Nga. Phía Ukraine buộc phải sơ tán khẩn dân chúng và triển khai mưu kế phòng ngự đa lớp để đối phó, đồng thời chuyển sang lựa chọn chiến thuật vừa tác chiến, vừa rút lui từ từ về các vị trí được củng cố chắc chắn. Chiến thuật phòng ngự trong rút lui từng bước như thế này cho phép bên yếu hơn gây tổn thất không nhỏ cho bên tấn công. Bên tiến công hiện buộc phải vượt qua hết lớp phòng ngự này đến lớp phòng ngự khác. Trong quá trình đó, họ sẽ hứng chịu những đòn đánh của pháo binh đối phương. Tuy nhiên, khi lựa chọn lối đánh này, Ukraine phải chấp nhận cái giá không nhỏ, đó là để mất dần từng giải lãnh thổ. Đại úy Petro Lekovsky, tham mưu trưởng của tiểu đoàn tác chiến thuộc Lữ đoàn 13 của Ukraine nhận định, chiến thuật của phía Nga đã thay đổi căn bản so với năm 2022. Hồi đó, họ diễu hành theo đoàn lớn tới Kharkov. Nhưng trong đợt tiến công năm nay, năm 2024, cụ thể trong tháng năm này, lực lượng Nga mở màn bằng những đòn pháo kích hạng nặng xuyên biên giới. Đại úy Lekovsky nói họ bắn pháo từ cự ly xa, hủy diệt các mục tiêu. Sau đó một lượng lớn các nhóm nhỏ binh sĩ mới xông lên tấn công từ nhiều hướng khác nhau. Cho đến nay, quân chính phủ Ukraine vẫn kiên trì theo đuổi chiến thuật rút lui về các phòng tuyến phía sau. Trước đó, Tổng thống Ukraine Zelensky nói rằng cuộc tiến công của Nga đã chạm tới nhưng chưa vượt qua được phòng tuyến đầu tiên nằm bên ngoài các ngôi làng nói trên. Vừa qua, nhóm lực lượng miền Nam của Nga đã nắm toàn quyền kiểm soát ngôi làng có tầm quan trọng chiến lược Klitschipka sau quá trình giao tranh dữ dội nổ ra ở khu vực này từ đầu năm 2023. Klitschipka nằm ở phía nam thành phố trọng điểm Atimos, phía đông bắc Donetsk. Video được chia sẻ trên kênh Telegram chính thức của Bộ Quốc phòng Nga vào ngày 24 tháng 5. Trong đó có cảnh pháo binh Nga tấn công vào các mục tiêu trong và gần ngôi làng bằng đạn pháo Krasnopol. Trong một đoạn khác của video, có thể thấy thiết bị bay không người lái UAV Nga nhắm tấn công một nhóm quân Ukraine đang trú ẩn dưới tầng hầm của một ngôi nhà bị phá hủy. Một đoạn khác là cảnh nhóm tấn công của Nga cận chiến với binh sĩ Ukraine. Trong video cũng có cảnh quân đội Nga dương quốc kỳ vào biểu ngữ chiến thắng. Việc giành được quyền kiểm soát Klitschivka diễn ra khi lực lượng Nga đạt được những bước tiến đáng kể ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk và các khu vực khác. Ngày 23 tháng 5, Bộ Quốc phòng Nga cũng thông báo đã chiếm được Andriivka, một ngôi làng nằm ở phía nam thành phố Chashovya, cách Klitschivka khoảng 4 km về phía nam. Một cố vấn của người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk nói với hãng TASS rằng Ukraine đã rút phần lớn lực lượng khỏi Klitschipka. Theo quan chức này, Kiev đã thực hiện động thái tăng viện cho quân đội tại một thành trì quan trọng khác là Chashovya, chốt phòng thủ của Ukraine ở Donbass, nằm trên kênh đào Sevetsky Donetsk, Donbass. Quân đội Nga đã đạt được những thành tựu ổn định trong những tuần gần đây, đẩy lực lượng Ukraine ra khỏi nhiều khu định cư ở Donbass và vùng biên giới Kharkov. Phó Giám đốc Cơ quan Tình báo Quân sự Ukraine Vadim Skibitsky dự đoán hồi đầu tháng này rằng Nga sẽ tiếp tục tấn công ở Donbass và có lẽ chỉ là vấn đề thời gian trước khi Chashovya nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Nếu Chashopja thất thủ, Moscow có thể tận dụng vị trí trên cao này để tấn công một loạt thành phố quân sự lân cận của Ukraine, Kostyantinovka, Kramatorsk và Slavyansk. Đây là nơi sinh sống của hàng chục nghìn dân thường, cũng như là nơi tập kết của nhiều binh sĩ Ukraine. Việc quân đội Nga kiểm soát được Chashopja, nơi từng được Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gọi là một pháo đài bất khả xâm phạm, sẽ giáng một đòn tâm lý mạnh mẽ vào tinh thần quân đội Kiev. Bộ Quốc phòng Nga vừa qua thông báo cánh quân Nam của nước này đã kiểm soát hoàn toàn vùng Belogorovka ở tỉnh Lugansk, mục tiêu mà Ukraine tái kiểm soát trong chiến dịch phản công chớp nhoáng hồi tháng 9 năm 2022. Trang Avia của Nga đã đăng video cuộc tập kích của pháo binh vào Belogorovka trước khi lục quân nước này chiếm được ngôi làng. Các tài khoản mạng xã hội ủng hộ Ukraine nhận định lực lượng Nga đã sử dụng pháo phản lực phóng loạt BM-21 Grad và pháo nhiệt áp TOS-1A để giải thảm hỏa lực vào làng Belogorovka. Ruslan Chad, chuyên gia thuộc Viện Nghiên cứu Hội đồng Đại Tây Dương có trụ sở ở Mỹ cho rằng lực lượng Nga đang áp dụng chiến thuật tiêu thổ, phá hủy tất cả mọi thứ mà đối phương có thể sử dụng để duy trì sức kháng cự. Ông Ruslan Chad cho hay quân đội Nga sử dụng chiến thuật này thường xuyên tại Ukraine để tấn công phòng tuyến của đối phương. TOS-1A là hệ thống pháo phản lực gắn trên xe tăng được trang bị cho lực lượng phòng thủ hạt nhân, sinh học và hóa học của Nga. Bệ phóng của TOS-1A có thể chứa tới 24 viên đạn, có khả năng bao phủ diện tích lên tới 40.000 40 m2. Thời gian phóng một loạt đạn từ TOS-1A chỉ mất 6 giây. TOS-1A có tầm bắn từ 400 m đến 6 km và phạm vi hoạt động là 550 km. Hệ thống đặt trên một khung xe cơ động có bánh xích, một kíp vận hành gồm có 3 người. Nga thường xuyên sử dụng TOS-1A nhằm tạo hỏa lực áp đảo, qua đó chế áp hoạt động tác chiến của binh sĩ Ukraina. Đầu tháng 10, một binh sĩ Ukraine mô tả TOS-1A Solsepiok là vũ khí đáng gờm. Phiên bản TOS-1A được thiết kế phần ống dài hơn so với phiên bản cũ. Đạn rocket có chiều dài 3,3m, nặng 173kg và một loại dài 3,7m, nặng 217kg. Có ít nhất là hai loại đạn được sử dụng là đạn cháy và đầu đạn áp nhiệt. Trong đó đáng sợ nhất là đầu đạn áp nhiệt hay chúng còn được gọi là chất nổ chân không hoặc chất nổ nhiên liệu khí Loại đầu đạn này khi phát nổ sẽ phủ lên một đám mây khí chất dễ cháy và gây ra nổ mạnh. Các công sự bong ke sẽ ngay lập tức bị vô hiệu hóa nếu chúng bị TOS-1A tấn công bằng loại đạn này. Hệ thống pháo phản lực áp nhiệt TOS-1A bắn được mỗi lần một tên lửa hoặc hai quả liên tiếp trong thời gian 0,5 giây. Vũ khí áp nhiệt được giới quân sự coi là vũ khí nguyên tử không phóng xạ bởi sức hủy diệt kinh hoàng của chúng Nguyên lý hoạt động của loại vũ khí này là sử dụng các sóng chấn động hội tụ vào một điểm để tạo ra sức công phá cao nhất. Ngọn lửa tạo ra khi đốt cháy nhiên liệu sẽ làm không khí giãn nở một cách đột ngột, tạo ra các sóng chấn động này. Cũng chính ngọn lửa này tạo ra sức sát thương rất lớn do nhiệt độ cực cao của nó tỏa ra xung quanh và rút tất cả không khí vào trong ngọn lửa, tạo thành một vùng chân không, từ đó mọi sinh vật sẽ bị chết ngạt do thiếu dưỡng khí. Chỉ mất 90 giây để dàn xe này có thể thực hiện được một thao tác bắn phá mục tiêu khi đã phát hiện được kẻ địch. Ông Alexei Goncharov, người đứng đầu cơ quan phòng vệ bức xạ, hóa học và sinh học của không quân Nga, nói rằng phương Tây không có đối thủ tương xứng với TOS-1A và hệ thống này có thể gieo rắc sợ hãi cho kẻ thù. Tờ Pravda dẫn nguồn tin từ Tình báo Quốc phòng Ukraine cho biết, chiều 23 tháng 5, Tình báo Quốc phòng Ukraine tiếp tục sử dụng máy bay không người lái UAV phá hủy cơ sở hạ tầng của Tổ hợp Công nghiệp Quân sự Liên bang Nga ở Tatarstan, theo nguồn tin được tiết lộ, UAV đã tấn công các mục tiêu ở Kazan và Nizhnekamsk, nơi có nhiều công ty quan trọng chuyên sản xuất các sản phẩm quân sự. Truyền thông địa phương đưa tin một chiếc máy bay không người lái đã bị lực lượng phòng không Nga phá hủy, chiếc còn lại bay về Ganulina. Cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine buộc các nhân viên phải sơ tán khỏi nhà máy lọc dầu Taneco, nhà máy Oxintex và doanh nghiệp Taif. Liên quan đến vụ việc, các sân bay ở Nizhnekamsk và Kazan cũng tạm thời ngừng hoạt động. Chính quyền địa phương và các cơ quan an ninh Nga thực hiện nhiều biện pháp cần thiết để ngăn chặn các mối đe dọa tiếp theo và đảm bảo an toàn cho người dân. Đến thời điểm hiện tại, Nga chưa đưa ra báo cáo về thương vong cũng như thiệt hại về tài sản. Ukraine gần đây gia tăng các cuộc tấn công vào nhà máy và cơ sở lọc dầu của Nga. Được biết, đây không phải lần đầu tiên lực lượng Ukraine thực hiện tấn công Tatarstan. Trước đó vào đầu tháng 4 năm nay, lực lượng Ukraine đã thực hiện cuộc tập kích vào đặc khu kinh tế Alabuga của Cộng hòa Tatarstan khiến ít nhất 6 người bị thương. Đây được cho là kết quả của việc tập trung sản xuất UAV tầm xa nhằm mục đích tấn công vào lãnh thổ Nga. Trước đó theo một nguồn tin giấu tên cho biết, bên trong một nhà máy chứa máy bay ở phía tây Ukraina, hàng chục công nhân mặc quần áo bảo hộ đúc lưới sợi thủy tinh và lắp ráp máy bay không người lái UAV tầm xa với tầm hoạt động lên tới 800 km. Những chiếc UAV này được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của Ukraina về tăng cường tập kích sâu vào lãnh thổ Nga việc Ukraine đang thất bại liên tiếp trên chiến trường cũng đã khiến Ukraine phải đổi chiến thuật dùng UAV tầm xa tấn công nhà máy lọc dầu, sân bay và cơ sở hậu cần Nga nằm xa chiến tuyến. Các đợt tập kích này nhằm siết nguồn cung nhiên liệu cho quân đội Nga cũng như làm mất nguồn thu mà nước này có thể dùng cho chiến dịch. Ngoài ra, những đợt tập kích của Ukraine nhằm vào hậu phương Nga có thể buộc lực lượng nước này phải chuyển các tổ hợp phòng không tới đây để bảo vệ thay vì bố trí chúng tại tiền tuyến. UAV nội địa còn giá rẻ và sẵn có hơn tên lửa hành trình. Nhiều nước phương Tây muốn kiềm chế Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa họ viện trợ để tấn công lãnh thổ Nga do lo ngại leo thang xung đột. Việc Ukraine tự sản xuất UAV là nỗ lực để họ tránh những hạn chế này. Hồi giữa tháng 3, một máy bay không người lái UAV Ukraine lao xuống nhà máy lọc dầu Ryazan của Rosneft nằm cách biên giới với Ukraine 500 km. Đến ngày 2 tháng 4, khoảng cách tập kích tăng lên gấp đôi khi nhà máy sản xuất UAV và cơ sở dầu khí Nga ở Cộng hòa Tatarstan cách biên giới hơn 1.100 km bị UAV tấn công. Mới đây nhất, Ukraine dùng UAV tập kích cơ sở lọc dầu ở Cộng hòa Baskotostan thuộc Nga. Một nguồn tin quốc phòng nói đây là lần tập kích xa kỷ lục, UAV bay khoảng 1.500 km. Hệ thống tác chiến điện tử của Nga trở thành khắc tinh khiến bom thông minh tầm xa GLSDB mới của Ukraine không thể đánh trúng mục tiêu đã định. Trong năm 2023, Ukraine đã tìm kiếm các loại vũ khí có tầm bắn xa hơn tên lửa dẫn đường phóng loạt GMLRS mà Mỹ cung cấp vốn có tầm bắn 70 km. Mục đích là để Kiev có thể tấn công, làm gián đoạn các đường tiếp tế và điểm tập kết của Nga. Theo đó, hãng Boeing đã cung cấp một loại vũ khí mới cho Lầu Năm Góc là bom đường kính nhỏ phóng từ mặt đất GLSDB với tầm bắn 161 km. GLSDB kết hợp động cơ tên lửa đẩy M26 với bom thông minh GBU38 biến nó thành vũ khí chiến thuật mặt đất dẫn đường chính xác được phóng các hệ thống pháo phản lực M270 và HIMARS. Ưu điểm của GLSDB là khả năng tấn công chính xác cao sức phá hủy không thua kém tên lửa hành trình tắt tiền và chi phí hợp lý. Tuy nhiên, chia sẻ với hãng tin Reuters, ba nguồn tin cho biết hệ thống định vị của GLSDB cho phép nó di chuyển vòng quanh các chứa ngại vật như núi và các hệ thống phòng không đã trở thành mục tiêu bị Nga gây nhiễu. Dù Boeing cho biết GLSDB có thể khắc phục một số hiện tượng gây nhiễu, nhưng một trong những nguồn tin khẳng định Boeing sẽ phải mất nhiều tháng để cải tiến hiện tượng gây nhiễu xảy ra khi một bên phát ra năng lượng lớn vào một khu vực lấn át tín hiệu của thiết bị. Nga đã sử dụng chiến thuật này để gây nhiễu tín hiệu vô tuyến, máy bay không người lái của Ukraine và thậm chí cả đàn pháo Excalibur 155mm dẫn đường bằng GPS mà Mỹ cấp cho Kiev. Ukraine đã sử dụng bom GLSDB từ đầu năm nay, nhưng giới chuyên gia nhận định vũ khí này không đạt được hiệu quả như kỳ vọng. Chuyên gia vũ khí tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế Tom Krakow cho biết, Việc gây nhiễu trên chiến trường ở Ukraine đơn giản là một thực tế và nhiều hệ thống vũ khí đã phải đối mặt với điều này. Bom GLSDB không phải là nạn nhân đầu tiên của tác chiến điện tử Nga. Đạn pháo Excalibur, rocket HIMARS, bom thông minh dây của Mỹ trong thời gian qua đã ghi nhận tình trạng bay trật hướng dù chúng được xem là vũ khí khá chính xác. Theo Telegram, dọc gần như toàn bộ chiến tuyến, một bức tường xung điện từ vô hình rơi trải dài như một tấm khiên che chắn cho lực lượng Nga một mạng lưới tín hiệu vô tuyến hồng ngoại và radar phức tạp được phóng lên bầu trời trên chiến trường mang lại cho lực lượng nga sự bảo vệ chưa từng có ở một số khu vực các hệ thống tác chiến điện tử của nga không chỉ vô hiệu hóa tên lửa mà cả máy bay không người lái uav loại vũ khí mà ukraine ngày càng phụ thuộc để thực hiện nhiệm vụ trinh sát và tấn công tầm xa Mỹ và Liên minh châu Âu EU với 27 quốc gia thành viên đã tiến hành phong tỏa khoảng 300 tỷ đô la Mỹ tài sản thuộc sở hữu của Nga do xung đột ở Ukraine. Các nước phương Tây đang tìm cách sử dụng số tiền này để hỗ trợ nỗ lực chiến tranh của Kiev nhằm chống lại Moscow. Tới ngày 21 tháng 5, EU đã chính thức phê duyệt sử dụng các khoản lợi nhuận thu được từ tài sản Nga bị phong tỏa để hỗ trợ Ukraine. Theo đó, lợi nhuận hàng năm của các tài sản Nga bị phong tỏa dự kiến từ 2,5 đến 3 tỷ euro và 90% số tiền thu về sẽ được sử dụng để mua vũ khí cho Kiev thông qua cơ chế hòa bình châu Âu EPF. 10% còn lại sẽ được chuyển giao vào ngân sách EU và được sử dụng cho mục đích tái thiết Ukraine. Chỉ hai ngày sau quyết định của EU, Đức trở thành quốc gia đầu tiên công khai tuyên bố đã sẵn sàng chuyển doanh thu từ tài sản bị phong tỏa của Nga sang cho Kiev, chỉ chờ EU ra cơ chế khả thi. Tổng thống Vladimir Putin sau đó ký xác lệnh đáp trả đòn dáng nhằm vào Nga. Theo đó, Nga có thể tịch thu tài sản của bất kỳ thực thể nào tại nước này có liên hệ với Mỹ. Xác lệnh nhằm đáp trả trường hợp chính phủ Mỹ có bất kỳ hành động tịch thu nào nhằm vào tài sản của Nga. Các tài sản này có thể bao gồm chứng khoán, cổ phần trong các công ty Nga, bất động sản, động sản và quyền sở hữu trí tuệ thuộc sở hữu của Mỹ. Những người có thể bị ảnh hưởng bởi xác lệnh này gồm có công dân Mỹ, hoặc những người cư trú tại Mỹ, người thực hiện hầu hết hoạt động kinh doanh hoặc tạo ra phần lớn lợi nhuận của họ ở đó. Động thái đó sẽ kéo theo những vấn đề pháp lý nghiêm trọng đối với những người đưa ra quyết định và những người lợi dụng quyết định này. Điện Kremlin nhiều lần tuyên bố bất kỳ hành động tịch thu tài sản nào đều đi ngược lại tất cả nguyên tắc của thị trường tự do mà phương Tây đặt ra và sẽ làm sụt giảm niềm tin vào đồng đô la Mỹ cũng như đồng euro, đồng thời cản trở đầu tư toàn cầu và làm suy yếu niềm tin vào các ngân hàng trung ương phương Tây. Một số quan chức Moscow cho rằng nếu tài sản của Nga bị tịch thu, tài sản của các nhà đầu tư nước ngoài bị mắc kẹt trong tài khoản đặc biệt được gọi là loại C ở Nga, có thể phải đối mặt với số phận tương tự. Hiện chưa rõ chính xác có bao nhiêu tiền trong các tài khoản này. Các cơ sở của Ukraine đã sản xuất hơn 100.000 máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất, FPV mỗi tháng, cho quân đội nước này. Điều đó tức là đã có rất nhiều UAV được sản xuất. Mỗi UAV nặng chỉ vài kg, và chỉ mang được một quả lựu đạn nặng khoảng vài trăm gram. Vì thế, trong khi 100.000 UAV đồng nghĩa với rất nhiều chất nổ, thì nó không phải phương tiện sở hữu hỏa lực hạng nặng. Các FPV vô cùng nguy hiểm với bộ binh, nhưng các xe bọc thép thì có thể tránh được các cuộc tấn công của FPV và tiếp tục chiến đấu. Tuy nhiên, điều này dường như đang thay đổi. Có vẻ như các đội máy bay không người lái của Ukraine đã tìm ra cách nào đó để tăng cường khả năng phát nổ của một máy bay không người lái FPV. Hãy xem trường hợp xe tăng T-80 của Nga tiến về phía phòng tuyến của Ukraine ở khu vực Donetsk gần đây, khi một UAV giám sát của Lữ đoàn Cơ giới 47 của Ukraine quan sát từ trên cao, một máy bay không người lái FPV đã lao qua chiếc T-80 nặng 46 tấn với các lớp giáp phản ứng được bổ sung cũng như màn hình chống UAV rồi sau đó quay lại. Chiếc FPV đã lao về phía T-80. Thông thường, một cuộc tấn công của máy bay không người lái FPV vào xe tăng sẽ gây ra thiệt hại nhỏ. Tuy nhiên lần này, chiếc T-80 đã phát nổ tạo thành một quả cầu lửa lớn, tách tháp pháo ra khỏi thân xe tăng. Liệu có phải đội FPV của Ukraine đã gặp may, hay có công nghệ mới nào đang hoạt động? Chen Telenko, cựu kiểm toán viên chất lượng của Cơ quan Quản lý Hợp đồng Quốc phòng Mỹ nhận định, tôi bắt đầu tự hỏi liệu các nhà chế tạo FPV của Ukraine có mượn ý tưởng từ RBS-56 của Thụy Điển hay không. RBS-56 là tên lửa chống tăng do công ty Bofors của Thụy Điển thiết kế, mang đầu đạn nặng hơn 11 kg, được kích hoạt bởi các cảm biến ở mặt dưới tên lửa, phát nổ hướng xuống thay vì hướng về phía trước. Phương pháp tấn công từ trên xuống này nhằm vào lớp giáp mỏng ở phía trên xe tăng. Chiếc FPV làm nổ tung chiếc T-80 dường như đã xuyên qua thân xe tăng từ phía trên và đâm vào kho đạn của nó, gây ra một vụ nổ thứ cấp mạnh mẽ. Nhà quan sát Telenco lưu ý, một cách làm đơn giản nhưng lại khiến FPV trở nên nguy hiểm hơn nhiều. Chuyên gia Telenco không phải chỉ suy đoán Ukraine đã nhận được từ các đối tác nước ngoài hàng nghìn tên lửa chống tăng hạng nhẹ thế hệ tiếp theo NLAvK nặng hơn 11 kg, giống như RBS-56, một sản phẩm của Bofors và mượn đầu đạn nổ hướng xuống của RBS-56. Theo nhà sử học về vũ khí Matthew Moss, có ít nhất một video lan truyền trên mạng xã hội mô tả quân đội Ukraine tháo tên lửa khỏi bệ phóng NLAvK bị hư hại, dường như để sử dụng đầu đạn trong một chiếc FPV việc kết hợp một chiếc FPV với đầu đạn NLAVK sẽ rất thú vị, ông Moss nhận định. Rõ ràng, quân đội Ukraine không cần phải tháo các tên lửa NLAVK được tài trợ ra để cung cấp cho đội máy bay không người lái của họ những đầu đạn phóng từ trên xuống. Ngành công nghiệp Ukraine hoàn toàn có khả năng sản xuất đầu đạn nổ hướng xuống. Nếu Ukraine áp dụng cách tiếp cận tương tự trong sản xuất đầu đạn mà họ áp dụng cho sản xuất máy bay không người lái, chế tạo nhiều loại khác nhau trong nhiều xưởng nhỏ thì có thể không chỉ có một loại đạn trong máy bay không người lái phóng từ trên xuống mà có thể có vài loại khác nhau trong kho vũ khí của Ukraine.